Mà hôm nay là chiều 30 Tết, Xuân Quỷ Kỷ Quý Tỵ 2013. Đây là bàn thờ cúng 30 Tết nhà Bơ Bé Bánh. Ông bà nội vừa mới chuẩn bị cỗ Tết nên rất là thịnh soạn. Bây giờ ba chị em đang lên cúng các cụ. Đấy, cúng cụ sao múa may kìa. Đứng lên. Đấy rồi, dẻo hai lạy, ba lạy nữa cả không? Ba lạy, ô sao lại bốn lạy rồi, cái kiểu gì này? Rồi, không không nghịch trò hề thế. Kéo đập đầu vào cái mâm bây giờ. Mâm xôi quả trứng con gà, không có quả trứng. Mở cái cửa ra.